anh gọi anh ở trong. Giờ đi ăn kem nha cả nhà. Ở ngoài đông nè. Bánh ngọt hả? Y lấy gì mua bánh à? Ừ, lấy bánh là bánh ngon quá à. Lấy chén. Cái dĩa không được. Đông quá. Kem gần hết rồi cho nên khó lấy. Trời, nãy giờ ông không lên, canh cái miệng ông quá trời mà ông không lên. Yeah.
Kìa. Chờ chờ đợi tới tàn tiệc luôn mới lên. Đưa đi kìa. Đưa chờ. Khoa đang ti tiếp khách. Quay găm thường. Người nổi tiếng đã xuất hiện. Mình đang đi đang giao lưu với khách hàng. Quá. Ok. Alo nha. Nhớ ký con cho chị. Trời. Ngồi đi cho nó thân thiện. Ok chụp tấm hình. Rồi, cảm ơn nhiều. Trời ơi, chạy từ sớm tới giờ. Trời ơi, từ chiều cuối không thấy đâu trơn. Quay ra. Dễ thương ghê. Trời ơi, lấy đi dòng gì mà có. Ok, hai mọi người nha. Nhớ ký con cho chị. Cho em chụp tấm hình được không? Ok. Bên nào còn này nữa không? Dạ. Ok chưa? Cảm ơn chị vô nha. Con chụp tấm hình. Rồi, đây ha. Nhưng mà tháng trong cái tháng đầu tiên của khai trương á, thì sẽ được 10% off. Đó. Thôi đi ha. Rồi xong, bây giờ ra về. Chờ đông quá nè. Ở ngoài vẫn chờ quá trời đông ha. Chờ bàn.